Rồi ok, em chào các bác. Cũng lâu lâu rồi em không có video mới cho các bác xem. Thì hôm nay em đang ở trước cái vườn cảnh An Mộc Viên. Địa chỉ là khu Đầm Bầu, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay các bác ý khai trương cái vườn cảnh này. Thực ra vườn này thì cũng ở đây các bác ấy tập kết là cũng lâu rồi, nhưng hôm nay các bác ấy ra mắt. Đây này, mọi người có thể thấy này, rất là nhiều xe ô tô. Ô, em chào anh. Đấy, gương mặt thân quen. Thì các bác ấy ra bên này, các bác ấy giao lưu gặp gỡ và mừng cái khai trương của vườn cảnh An Mộc Viên này. Thì hôm nay em sẽ làm cái video gửi tới quý vị và mọi người. Đấy, tất cả các xe của các quan khách đang nượp nượp về vườn đây, rất là đông. Đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhá. Ui dồi ôi. Đấy, nên em phải đứng lên cái bờ tường em quay cho các bác xem. Đấy, ôi đông quá. Xe lớn, xe bé là nườm nượp kéo về. Ở đây. Đấy, các bác thấy không? Khách khứa đang bắt đầu về vườn dự khai trương. Dự cái buổi lễ khai mạc ra mắt cái vườn cảnh An Mộc Viên này. Ngay cổng ra vào là một tác phẩm của bác này, bác nào đây? À, bác Nguyễn Trung Thành. Tác phẩm Phúc Lộc Thọ Trường. Đấy, rất là đông vui nhá. Hôm nay là quý vị và mọi người sẽ được gặp gỡ với rất nhiều quan khách, rất nhiều các bác có tên tuổi trong giới chơi cây. Và trong ấy chưa anh? Các đại ca đang ở trong đấy rồi. Vừa mà đứng ngoài kia còn dẫn xem lúc đó. À thế à? Tưởng là lạc cơ. Lạc giờ ông bắt đi đôi ngoài kia. À thế à? Đấy chưa ai mà không bám vào vứt ngay đây tí nữa. Tớ cứ vừa đi vừa chờ Dũng ạ. À được. Ơi, xin chào. Đang lúc này gặp đoàn xe đằng kia nên lại dẫn xe cho anh em vào chỗ đỡ cây tùng kia. Chưa. Anh. Nương. Nào. Anh, thôi rồi. Đấy, sang cái lại bộ quà ấy nhá. Vừa rồi. Nào. Rồi. Nào. 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 Bây giờ mình vào đâu? Hội cây cảnh quận Hoàng Mai. Ủa ôi, này đông lắm. Không. Cháu chào chú ạ. Đúng, chết tặng
xỉ nó phải vào ta vào anh Tùng ơi, ông ơi, alo, đây đi hàng ngày mà anh. Ơi. Đây à. Đâu rẽ chúng ra cửa ông đi Nam xuống ông đằng sau kìa. Xuống xuống đường ra đi Nam một đường Tam Trinh đi đi men theo đường rồi đấy chưa? Ông ơi, đường qua cầu chứ làm sao mà qua cầu được? Và để chào mừng chương trình hôm nay. Ở sau đây những ca sĩ xin được mời anh chị chúng ta trên nhau người đi men đến công an phường Trần Phú thì xem phải chúng ta cùng đến với bài đi men đi ra cửa Tam Trinh nhá, xuống cửa Tam Trinh nhau cứ đi men theo đường trên cao ấy, đi đường dưới đến phường Trần Phú nhá, đến công an phường Trần Phú thì sẽ xuống thì sẽ phải vào nhá, xuống cái chỗ Tam Trinh nhá thì cứ đi thẳng men theo đường cao tốc ấy. Rồi. Bắt nhà cũ chứ. Mới được chưa được tháng. Hai giờ. Anh. Ok ok anh. Đây là sự khác biệt của người đàn ông viên lực lượng quân đội phục vụ. Đã đến giờ đâu? Đang gọi vào nó được, một hai bài nước khi nào ta vào thì mình vào. Đi. Ra ngoài này tí nữa anh. Mày nó quá nhiều phân đá đấy. Đây thằng Dũng này. Quá nhiều phân đá. Chạy ra bắt tay nhau cái nào sợ sướng nhau. Chạy gặp nhau người Minh Hiệp người là nảnh. Người rất nhiệt tình. Sao Dũng ơi, có nghe máy Dũng? Máy này đâu? Nghe máy. Sao đâu trên đây, sao đâu chưa? Đi
chắc Tuấn Anh chưa làm xong. Mày lại cắm cây nào này? Nó làm cái nào không? Anh. Trần như anh là chủ yếu là cây bonsai nhỏ nhỏ mà. Bà đấy, ăn bà đấy. Thứ sáu tới đây bạn nào? Thứ sáu á? Mùng sáu á? Thứ sáu. Thứ sáu thì chỉ bận sáng thôi. Chiều em rảnh. Sáng mấy giờ? Sáng bận hết buổi sáng đến 11 giờ. À lại đi ấy anh? Lại đi nhảy à? Hả? Ở đâu? Bắc Ninh nhé. Để ở đằng trên kìa. Sau cái vườn nhà bác Hùng này. Châm á cái của ấy mà quyền này. Quyền ở góc trên kìa ông ạ. Quyền đây. Đây cây của ê, Hùng. Đây vườn bác Huy đây. Đây của ông gì cận. Đây là anh Hùng. Đây bác Huy ở trên này. Trên này này. Đây. 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 Là Tuấn Anh để hết ở vườn này, quanh có cây ở vườn này nữa. Ai? Đâu đây là vườn của anh đây Huy. Vườn của Huy. Cái anh của bộ đội ấy, quân đội ấy. Tóc mượt mượt ấy. Bây giờ Tuấn Anh đang làm cây cho bác ý. Ui ôi, Duyên ơi, cái rễ này mà bây giờ phá cái rễ này cũng căng phết đấy nhở. Không dám phá ấy nhở. Nhìn nó. Đi lên, có anh gọi về cái này.